Câu 101. Chuyên hóa vong long lần 1 năm 2018, polymer có cấu trúc mạng lưới không gian là cao su lưu hóa, vinyl chloruro là cấu trúc mạch nhánh nhá. Polyethylene cũng là mạch không phân nhánh nhá. Amylopectin là mạch có nhánh nhá. Vậy là không gian là cao su lưu hóa. Ok. À, tối nào chúng ta cũng sẽ có buổi học với nhau. À, câu 102. Đề chuyên hạ long lần 1 năm 2018. Trong số các loại tơ sau, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo như chú Minh đã dạy chúng ta rất rất nhiều, thì cái thằng tơ nhân tạo nhá, cái thằng tơ nhân tạo của chúng ta là chỉ có hai thằng, một thằng là thằng visco và một thằng là thằng acetat. Vậy là chúng ta chỉ cần thuộc hai thằng này thôi, và sau này đi làm mình cứ nhìn đây, tơ visco, tơ acetat, chọn luôn. Đáp án đúng chúng ta nhân tạo hay còn được gọi là bán tổng hợp thì nó là tơ visco và tơ acetat. Ok. Ok. Chị Diệu đang xin info phòng chat thứ N để chém gió. Mai nhá. 103. 103. Câu 40 của trường chuyên Thái Bình, hãy cho dãy các chất, số chất trong dãy phản ứng được với nước brom. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là, cho dãy các chất này. Nước brom đây là yêu cầu là chỉ phản ứng với nước brom. Nước brom thì nó thường ưu tiên các phản ứng cộng nhá. Nước brom thì ưu tiên các phản ứng cộng thì mình có CH4 là 1, được chưa? Đây CH2 nối đôi CH là 2, hai cháu này. Thứ ba là anilin phản ứng làm mất màu nước brom tạo thành kết tủa máu trắng là 3. Đấy thì ưu tiên là phản ứng ở điều kiện bình thường nhá. Thì mình có là 1 2 3. Còn nhiều bạn bảo benzen thì sao hả thầy? Benzen thì phản ứng với brom khan nhưng phải nước brom. CH4 cũng phản ứng với brom khan, được chưa? Vậy là 1 2 3, 3 thằng. 3 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Câu 104. Câu 104. Ancol ethylic có nhiệt độ sôi cao hơn dimethyl ether là do. Đấy, ancol dần dần thi trung học phổ thông quốc gia sẽ ưu tiên thi những cái câu như thế này. Ancol ethylic đây là C2H5OH, còn dimethyl ether là CH3OCH3. Chúng ta nhìn thế này, ancol ethylic thì có hydro linh động nhá. Có hydro linh động, còn lại thằng này thì không có hydro linh động. Ok, vậy mình có này, ancol ethylic có khối lượng phân tử lớn hơn hai thằng này, phân tử khối bằng nhau đều bằng 46 nhá. Ancol ethylic tạo liên kết hydro với nước. Ok, chính xác. Ancol ethylic tạo tác dụng được với nước, ancol ethylic không có tác dụng với nước. Giữa các phân tử ancol ethylic có liên kết hydro với nhau. Chính xác, thế thì có nhiệt độ sôi cao hơn, nhiệt độ sôi cao hơn thì không liên quan với nước, các cháu hiểu không? Bởi vì là cái ancol ethylic này nó đang giả sử nó là nguyên chất, mà xét nhiệt độ sôi là xét nhiệt độ của thằng nguyên chất, nên đừng có đứa nào chọn đáp án B. Nghe B hơi đúng, đúng là chọn B, rất nhiều đứa chọn B. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D, chính xác. Ok. Sang câu 105, một câu tính toán. Câu 105 câu tính toán này để tí nữa mình tính toán sau nhá. Mình đi làm những câu lý thuyết trước. À, câu 106 cũng là một câu tính toán, chúng ta cũng đánh dấu để lại tí nữa mình vào cái câu tính toán này sau. Câu 107 cũng là một câu tính toán, mình đang đi làm những cái câu bài tập câu lý thuyết trước. Đây, mình sang câu 108. Mình sang câu 108 của trường chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với natri. Đây, thằng này tác dụng natri nhưng thằng này không tác dụng natri. Toang, được chưa? Thằng này không tác dụng natri. Toang, được chưa? Thằng này không tác dụng natri. Toang, được chưa? Thằng này có tác dụng natri, đúng không? Đây, cả X và Y đều tác dụng natri. Đây nhá, cả X cả Y đây, cả X Y đều tác dụng natri. Thế thằng này toang này, thằng này toang này, thằng này toang này. Vậy chỉ có thằng này có nhóm COH, có nhóm OH đều tác dụng natri này. X tác dụng với NaHCO3 thì X là axit thì tác dụng với NaHCO3, đúng rồi. Được chưa? Y có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Đây có chó nên trắng bạc. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D, rất là dễ dàng. Được chưa? Chào Hiền Nga nhé, Hiền Nga hôm nay không tham gia Hiền Nga hôm nay không tham gia phòng chat thứ N. Úp rồi, phòng chat thứ N cực hay luôn. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất? Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất? Chúng ta lưu ý, thằng ion có tính oxy hóa mạnh nhất thì khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á. Đúng chưa? Vậy đến cái Á đấy thì chắc chắn ta phải chọn thằng bạc. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu 110. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân? Không có phản ứng thủy phân. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân? Thì chúng ta lưu ý là những thằng nào có phản ứng thủy phân thì tất cả đây là đang hỏi về bọn carbohydrate rồi. Nếu mà nói thì nói rất là nhiều. Được chưa? Thế thì mình có này, thằng disaccharide và thằng polysaccharide là những thằng thủy phân. Thế thì mình có này, thằng saccharose và thằng maltose là disaccharide. Thằng cellulose
và thằng tinh bột là thằng polysaccharide, được chưa? Vậy thì ở đây mình có là thằng glucose của chúng ta là thằng monosaccharide nên không có phản ứng thủy phân. Ok. Câu số 111. Câu số 111 một câu tính toán ta để lại tí mình làm. Câu 112 một câu tính toán để lại tí mình làm. Câu 113. Câu 113, câu 113 này là một câu lý thuyết rất là dễ thôi. Các cháu comment đáp án câu 113 cho mình coi này. Các cháu comment đáp án câu 113 cho mình coi này. À, xa một tí nha, xa một tí. Đâu, đâu rồi, giờ sống xa một tí. Đâu rồi. Vừa nãy chúng mình thấy có đứa nó hỏi là phong trát thứ N là gì? Trời ơi, mẹ em chẳng cập nhật gì cả. Phòng chat thứ N là phòng mở đấy, chú Minh bật zoom lên, sau đó là kết đôi cho những trai xinh và gái đẹp, những bạn nào là hot boy, hot girl, chưa có người yêu nhưng mà lại chăm học đấy, thì ở đấy là nơi mà kết bạn giữa những cái bạn mà đều là chăm học, học giỏi nhưng mà rất là xinh, nhưng mà để mà gọi là giống kiểu chuyên mục tìm bạn bốn phương ấy. Nhưng mà thực ra thì lúc nãy thì chú tìm được cho một cái bạn mà chị cực kỳ xấu, học đại học công nghệ thì đã có người yêu rồi. Đấy thì các cháu chú ý thì muốn có người yêu thì vào phòng chat chat thứ N với chú Minh nhá. Chào tao đéo biết, em chào thầy. Thế là thế nào nhỉ? Tao đéo biết, em chào thầy. Chào em. Cái tên cực kỳ hay. Em tham gia phòng chat vậy tối mai nhá. Tối mai chúng ta lại có cái chuyên mục phòng chat thứ N. Phòng chat thứ N thì sẽ được phát trước cái buổi livestream của chúng mình để chúng ta sống sàm với nhau, hoặc sau buổi livestream nhá. Một trong hai, các cháu chú ý để theo dõi chúng mình thật kỹ để mà xem cái chuyên mục phòng chat thứ N. Đợt này nghỉ Covid này thì chắc chú Bình bật phòng chat thứ N liên tục thôi nhá. Sao Hoàng Thị Tú bảo nãy em vô có ai đâu, đầy đông lắm, hôm nay như được hơn 50 đứa. Chào Thanh Thảo, nói lớn nữa thì làm gì còn giọng đâu mà nói phòng chat thứ N nữa hả em? Ok, nào mình có nhá, tiếp nhá, câu 113. Câu 113, thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptide thì thu được 3 mol glycine. Vậy mình có là gly 3. Được chưa? 1 mol alanin, vậy nó là ala 1. Và 1 mol valine, vậy nó là valine 1. Khi thủy phân hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các dipeptide ala gly. Vậy ala phải đứng trước gly. Được chưa? Gly ala, ở đây có một cháu ala thôi. Đúng chưa? Có một cháu ala ala đây rồi. Vậy gly này đứng trước ala để thu được ala gly và gly ala. Tripeptide gly gly valine. Gly gly valine. Thế thì nếu mà đây là G thì nó là GGA không được. Vậy khả năng cao là đây có 3 này, 1 2 3 rồi. Đây, valine đây. GGV đây, thỏa mãn luôn. Amino acid đầu N và amino acid đầu C là, thế đầu N đây, đầu N là ghi glycine đúng không? Đầu C là valine, được chưa? Vậy ở đây là glycine và valine. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Nào mình có này, câu 26 một câu tính toán để tí nữa mình làm sao nhá. Câu 26 một câu câu 114 một câu tính toán để tí nữa mình làm sao. Mình sang câu 115 đề Sở Giáo dục Hà Nội năm 2018. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng. Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng, đúng không nhỉ? Bạc, bạc là tốt nhất đúng không? Chính xác. Các kim loại kiềm thuộc nhóm 1A đều có cấu trúc tinh thể lập phương tâm khối, đúng. Từ phosphor và H2O3 đặc nóng có thể điều chế được H3O4, được. CO có thể làm khô khí HCl có lẫn hơi nước, toang chưa? CO không thể làm khô được khí hydrochlorua có lẫn hơi nước, được. Bởi vì là CO làm gì có mục tiêu là háo nước đâu, đúng không? Vậy không đúng là D. Ok. Câu 116 để đấy, tính toán tí là một lèo tính toán một thể, 117 tính toán tí là một lèo thể. 118 nào. 118 nào. Bây giờ này, chúng mình bảo này, tất cả các cháu cùng comment đáp án câu 118 và share video livestream của chúng mình lại về tường. Đấy. Để chúng mình tặng quà 118 nha, 118 nha. 118 câu hỏi của chúng mình là tính chất đặc trưng của tinh bột là, nhớ này, điều kiện để nhận quà này. Bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu 118. Chúng mình không quan tâm đúng hay sai mà chúng mình chỉ quan tâm là cháu có comment đáp án và share video livestream lại về tường hay không. Nếu thực hiện được đủ mấy cái trên thì các cháu sẽ nhận được một món quà của chúng mình từ nãy đến giờ. Đấy, chúng mình đã hứa rồi. Trong buổi livestream chúng mình sẽ có hai lúc để tặng quà các cháu nhá. Nào các cháu nhanh tay này, share video livestream lại.